chào tất cả các bạn. Mình là MC Trần Phong. Mình đến từ kênh truyền hình Ngoại Mi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Đồ Vật Yêu Thích. Các bạn ơi, ai cũng có đồ vật mà mình yêu thích đúng không? Mình cũng vậy. Hôm nay Trần Phong sẽ giới thiệu cho các bạn một đồ vật mà mình yêu thích nhé. Trên tay mình đang cầm một cặp sách mà mình vô cùng yêu thích. Nó có màu xanh, màu đen, màu trắng và màu vàng. Nó được làm bằng vải. Mình có thể đựng sách khi đi học, từng đồ ăn khi đi ra ngoài. Rất là tiện lợi các bạn ạ. Các bạn có thể đi mua chiếc cặp này ở hiệu sách. Còn các bạn thì sao? Đồ vật của các bạn yêu thích là gì? Hãy chia sẻ cho mình biết nhé. Thời lượng chương trình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.